Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay tôi tục học video chia sẻ chủ đề sử dụng Excel trên máy tính. Thì mình tôi được chia sẻ thêm các bạn một số cái thao tác cơ bản để Excel để các bạn mới sử dụng, các bạn có thêm thông tin tham khảo nhé. Thì trong thời gian vừa qua thì mình có chia sẻ các bạn một số video về cái cách sử dụng Excel cơ bản, các cái thao tác cơ bản, cách các bạn kẻ bảng, cách nhập liệu, cách chỉnh sửa để các bạn phục vụ công việc. Thì các bạn quan tâm có thể truy cập thêm kênh của mình, các bạn tham khảo thêm nhé. Rồi thì video này cũng tương tự như cả video trước, mình tiếp tục chia sẻ với các bạn mới bắt đầu, cho nên là mình đi chậm và chi tiết một chút nha, để các bạn sẽ theo dõi. Rồi thì trên máy của mình thì mình đang sử dụng phiên bản Excel 2016 các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ kích chuột trái vào đây, chúng ta mở lên, tức là kích chuột trái hai lần liên tiếp đấy. Rồi khi các bạn mở lên mà cái ứng dụng này chưa phóng to toàn màn hình thì chúng ta sẽ kích vào cái ô vuông nhỏ ở góc trên cùng bên phải đây để chúng ta phóng to lên. Và đây là cái giao diện Excel 2016 các bạn này, một cái màu xanh rất là nổi bật, rất là trẻ trung, mình thấy là cái giao diện khá đẹp. Và cái cách sử dụng Excel 2016 thì mình thấy cũng sử dụng tương tự giống như là 2010 Excel 2013. Đó. Rồi, ở trên này có cái thanh menu các bạn nhé, ví dụ như là Home này, Insert, Layout này, đấy hoặc là Review View. Rồi phía dưới này là cái cửa sổ soạn thảo này. Đó thì ở trên Excel thì người ta ký hiệu các cái cột theo các cái chữ cái viết hoa, ví dụ cột A, cột B, cột C, cột D. Đó, và theo thứ tự sang phía bên phải này. Còn hàng thì đánh theo số chữ số, số 1 này, hàng số 2, hàng số 3, hàng số 4, hàng số 5 để tăng dần các bạn nhé. Rồi thì để cho đơn giản thì mình sẽ lấy một cái ví dụ về cái cách nhập liệu đến Excel để các bạn có thêm thông tin, các bạn tham khảo về các cái bước để các bạn sử dụng Excel trên máy tính nhé. Rồi thì ở đây trong video này thì mình tiếp tục chia sẻ các bạn về cách nhập liệu một cái bảng, chẳng hạn như là danh sách các cái danh sách đồ dùng học tập chẳng hạn, đó khi chúng ta thống kê ra. Đó, thì bây giờ là ở đây mình sẽ kèm một cái bảng nhé, thì ở đây mình sẽ cho con trỏ chuột vào cái ô ở cái cột B này và ở hàng thứ tư. Đó, mình set ở cái ô này. Đó, ở đây mình kích chuột trái vào đây. Đó, chúng ta nhấn chuột trái và chúng ta kéo rê sang phải này. Đấy, sau đó chúng ta kéo xuống. Rồi khi khu vực mà ở đây mình có bôi đen các bạn này thì chúng ta sẽ tạo bảng ở cái khu vực này nhé. Còn cái khu vực ở phía ngoài này chúng ta không bôi đen thì chúng ta sẽ không tạo bảng được. Đó thì sau khi các bạn bôi đen cái vùng này thì chúng ta sẽ tạo bảng trên cái vùng này. Đó, các bạn sẽ vào lại cái menu Home nhé. Và chúng ta sẽ kích chuột vào cái biểu tượng hình vuông có nét đất ở đây này. Các bạn kích chuột vào đây. Có cái dấu mũi tên màu đen nhỏ phía bên phải, các bạn kích vào. Đó thì lúc này cái cửa sổ border hiện ra, các bạn kéo chuột xuống này. Chúng ta chọn vào cái mục là L border nhé, có cái chữ là ALL. Ở đây có cái biểu tượng hình vuông này và dấu còng nét liền ở giữa. Đó, chúng ta kích vào đây. Đó thì lúc này Excel sẽ tạo chúng ta một cái bảng. À, bởi vì thông thường ở trên Excel thì chúng ta sẽ thường là kẻ bảng, bởi vì Excel thì nó sẽ có một số cái hàm có sẵn và giúp chúng ta sẽ tính toán nhanh hơn và tiết kiệm thời gian. Đó. Rồi ở đây mình sẽ tạo cái màu nền cho cái bảng này, tương tự giống như video trước thì có chia sẻ các bạn. Đó, các bạn có thể là tạo cái nền cho cái bảng để khi chúng ta làm việc thì có thể là làm cho cái bảng chúng ta nổi bật hơn và chúng ta dễ quan sát. Đó, ở đây thì mình sẽ bôi đen lại và mình vào cái menu Home lại nhé. Và vào cái biểu tượng có hình chữ số đây, chúng ta kích vào đây. Đó, chúng ta kích vào này. Thì sau khi kích vào cái mũi tên nhỏ này thì chúng ta sẽ có các cái bảng màu đây. Đó, thì các bạn thích cái màu nào các bạn chọn màu đó nhé. Đấy, chẳng hạn như thế. Màu vàng này. À, màu xám này, màu xanh. Và ví dụ như mình chọn màu xanh lá cây này đi. Rồi, thì sau khi có cái bảng như thế này, chúng ta sẽ bắt đầu nhập thông tin vào. Thì chúng ta sẽ nhập thông tin vào cũng giống như là nhập vào cái bảng ở trên Word thôi. Đó, những cái thông tin mà khác nhau thì chúng ta sẽ đánh, còn những thông tin nào mà giống nhau thì các bạn cũng có thể copy và các bạn dán vào. Chúng ta copy một lần và có thể dán nhiều lần. Đó, ở ô đầu tiên này thì mình sẽ gõ vào là số thứ tự nhá. Rồi ở đây mình gõ là tên tên sách đúng không. Đấy. Tên sách, ví dụ là mình thống kê sách ở trong thư viện chẳng hạn. Đó, chúng ta lập một cái bảng thống kê sách ở trong thư viện thì chúng ta sẽ làm như thế nào. Đó, ở đây là tên sách này. Tên sách, sách tham khảo hay là sách giáo khoa hay là sách bài tập, đó hoặc là sách các cái tài liệu khác, đó. Tên sách, số lượng, ví dụ như thế. Rồi ở đây mình ghi là đơn giá chẳng hạn, để chúng ta có cái bảng tính ở trên Excel. Đơn giá một cuốn như vậy là giá bao nhiêu, đơn giá ở trên một cuốn các bạn nhé. Đây chúng ta ghi là đơn giá ở trên một cuốn và tổng tiền. Cái này là đơn giá, đây là tính cho một cuốn các bạn này, đơn giá cho một cuốn nha.
Đó, ví dụ như thế, chúng ta sẽ lấy các cái cột từ cột B cho đến cột F. Rồi cái phần bên này dư ra thì chúng ta sẽ xóa đi. Đó. Thì khi chúng ta tạo lên ấy, thì nó có đến các bảng kẻ bảng, nếu mà dư ra thì chúng ta xóa đi, hoặc là nếu đang còn thiếu thì chúng ta sẽ tạo thêm. Đó. Ở bốn cái cột bên này chúng ta sẽ dư ra thì các bạn để con trỏ chuột vào cái ô này. Đó, nhấn chuột trái kéo lên sang phải và các bạn kéo xuống. Đó, để bôi đen cái khu vực còn dư. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ kích chuột phải lên và nhấn vào delete nha để chúng ta xóa cái phần bốn cái cột còn dư từ cái cột G cho đến cột G. Đó, các bạn kích vào OK. Rồi như vậy là cái phần bên này bị xóa đi. Thì về cái phần số lượng ở đây mình sẽ thể kéo rộng nó một chút như các bạn nha. Đó. Rồi, thành tiền chúng ta cũng có thể kéo rộng lên. Đó, số thứ tự thì ở đây mình đánh số 1 này. Đó, số 2 chúng ta có thể đánh lần lượt vào. Đó, số 1, số 2 rồi đánh số 3. Đó, hoặc là đánh số 4 tùy các bạn nhé. Nhưng mà đối với những cái bảng tính mà cái số liệu nó nhiều này, chẳng hạn từ 50, 100, thậm chí là nhiều hơn, thì chúng ta sẽ sử dụng cái tính năng ở trên Excel, đó là chúng ta sẽ đánh nhanh hơn. Đó, các bạn sẽ bôi đen cả hai ô 1 và 2 này. Đó, và để con trỏ chuột vào cái góc dưới cùng bên phải. Đó, khi con trỏ nó có cái dấu cộng màu đen ấy thì các bạn nhấn chuột trái vào thì các bạn kéo xuống. Đấy, kéo rê xuống thì lúc này Excel sẽ tự động đánh cho chúng ta từ 1 và đến 2 đến 3 đến 4 đến 5 là tăng dần lên. Đó, theo thứ tự là tăng dần. Ở đây chúng ta canh giữa. Rồi ô thứ tự này cũng vậy. Rồi tên sách thì ở đây chúng ta kéo dài cái này ra. Tên sách ví dụ như là sách giáo khoa chẳng hạn. Đó, chúng ta sẽ có cái bảng thống kê ở trong thư viện chẳng hạn. Đó, thư viện sách các bạn nha. Đó, sách giáo khoa này. Rồi. Đó, sách tham khảo này. Ví dụ như thế, tham khảo này. Rồi, sách bài tập chẳng hạn. Sách bài tập. Đó. Rồi. Đó, như vậy ở đây ví dụ như là mình sẽ lấy ba hàng thôi nhá, cho nó đơn giản nhá. Còn từ cái hàng thứ tư này trở xuống này thì bị dư ra, hàng thứ tư đến hàng thứ 12 này dư ra, thì mình sẽ để con trỏ chuột vào cái ô này, nhấn chuột trái và chúng ta sẽ kéo rê, kéo xuống để bôi đen khu vực này, chúng ta xóa đi, bởi vì là nó bị dư ra, thì chúng ta sẽ kích chuột phải lên. Các bạn làm tương tự giống như xóa cột nhá, kích chuột phải lên và nhấn delete. Tiếp theo nhấn vào OK để chúng ta xóa. Rồi như vậy thì ở đây chỉ có ba cái hàng thôi. Cái phần này sẽ tham khảo thì ở cái cột C này này nó đang đang bị dàn sang cột D. Nguyên nhân là cái cột C này nó hơi hẹp thì các bạn để con trỏ chuột lên trên này. Khi nào nó có cái dấu cộng màu đen ấy, thì các bạn nhấn chuột trái và chúng ta kéo rê sang phải để tăng kích thước của cái ô này lên. Rồi, số lượng ví dụ như sách giáo khoa số lượng là 25 cuốn chẳng hạn ở trong thư viện. Đó, sách tham khảo ví dụ như là 45 cuốn. Đó, sách bài tập ví dụ như là 20 cuốn. Đánh vào. Đơn giá ví dụ như sách giáo khoa đơn giá là 15.000 một cuốn thì các bạn đánh số 15 này. Đấy, và ba con số 0 nha. Đấy, chúng ta gọi bình thường một cuốn nha. Rồi sách tham khảo ví dụ như là 25.000 một cuốn. Đó, rồi sách bài tập ví dụ như là 18.000 một cuốn. Rồi, thông tin ở đây mình chỉ lấy làm ví dụ thôi nha. Rồi như vậy là sau khi chúng ta điền thông tin vào thì ở cái phần này mình thấy là cái hàng nó hơi nhỏ, thì khi chúng ta làm thì chúng ta nhìn cũng hơi khó. Đó, chúng ta sẽ tăng kích thước của cái hàng này lên. Chúng ta sẽ bôi đen cả bảng. Các bạn vào vào lại cái menu Home nhé. Và các bạn nhìn sang bên phải này, chúng ta kích vào cái mục có chữ là Format này này. Thì ở đây chúng ta sẽ có hai cái mục để thay đổi kích thước của hàng và cột. Đấy. Đầu tiên là cái phần row 2 thì chúng ta sẽ thay đổi kích thước của hàng. Phần Column Width là thay đổi kích thước của cột. Có nghĩa là chúng ta sẽ tăng lên hoặc là giảm xuống. Ở đây mình thay đổi kích thước của hàng nên mình vào cái mục đầu tiên, đó là row 2, chúng ta kích vào đây. Đó, thì ở đây Excel đang để là 14.4 này. Đấy, bây giờ mình sẽ xóa đi nhá, mình tăng lên. Ví dụ như là mình để lên 20 đây. Thì đánh số 20 ở trên bàn phím nhá. Tiếp theo các bạn nhấn vào OK. Đó thì nó sẽ giãn ra. Đấy, như vậy thì ở đây mình có thể tăng lên một chút nữa, mình lại vào lại format, vào lại row 2. Đấy, mình tăng lên khoảng tầm 21 đi, đánh số 21 vào. Và nhấn vào OK. Đó. Cái phần số thứ tư này chúng ta sẽ thu hẹp lại chút này. Rồi, tổng tiền ấy. Ở đây cái phần tổng tiền này thì đây mình sẽ cho nó canh giữa lại một chút nhé. Mình bôi đen lại này. Vào lại menu Home này. Đấy, canh giữa này. Đó, canh giữa. Rồi, tổng tiền thì ở đây các bạn để ý là số lượng là 25 đúng không? Đơn giá là 15.000. Như vậy thì 25 cuốn ấy. Thì với đơn giá một cuốn là 15.000 thì chúng ta sẽ lấy 25 mà nhân với 15 thì ra tổng tiền của cái sách giáo khoa này. Tương tự như vậy ở phần sách giáo khoa, sách tham khảo thế chúng ta lấy số lượng 45 mà nhân với đơn giá thì ra tổng tiền. Đấy, như vậy công thức tính của chúng ta như thế. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ tính bằng cách là
các bạn đánh dấu bằng vào nha, bấm dấu bằng ở trên bàn phím này. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ bấm vào cái ô 25 này. Đó, thì ô 25 này là cái ô địa chỉ trên Excel thì lấy chính là ô D D5. Các bạn thấy rằng là ô 25 này thì các bạn giống lên ấy thì là ô D đúng không? Đó, thì đây họ đánh chữ D, giảm sang bên cột ấy, thì là số 5, như vậy là đánh thành là D5. Đó. Ở trên Excel thì người ta không lấy giá trị của ô nhá, người ta lấy vị trí của cái ô này. Đó, lấy vị trí của ô này chính là D5. Đó, lấy vị trí ô này là D5. Rồi nhân cho cái ô đơn giá này. Nhân cho ô đơn giá này thì ở đây mình đánh lại này, D5. Rồi, số lượng là D5. Đó, chúng ta sẽ lấy cái vị trí chứ không lấy giá trị trong cái ô này các bạn nha. D5 thì tiếp theo là nhân với đơn giá thì chúng ta sẽ đánh dấu nhân ở trên Excel bằng cách là bấm vào cái phím sao. Đó, các bạn bấm Shift vào phím số 8. Đó, nút Shift cái nút có phím cái chữ lại SHIFT. Các bạn nhấn cái phím Shift đấy và cái phím số 8 ở trên bàn phím. Bởi vì cái phím số 8 thì nó có cái phím sao này. Đó, tiếp theo các bạn nhấn vào đơn giá là E5. Vị trí là E5, cột E và hàng thứ 5 thì ký hiệu là E5. Rồi sau khi các bạn điền xong cái phép toán rồi thì chúng ta sẽ nhấn Enter lên bàn phím nha. Đó, như vậy là cái giá tiền của 25 cuốn này đó là 37.000 375.000. Đó. Rồi như vậy là sau khi tính được cái phần sách giáo khoa thì các bạn chỉ cần để con trỏ chuột vào cái góc dưới cùng bên bên phải này. Các bạn thấy có cái dấu cộng màu đen này này. Các bạn nhấn chuột trái và kéo xuống. Đó thì Excel sẽ tính tổng tiền cho chúng ta từng cái loại loại sách. Đó, sẽ tham khảo là 112 1.125.000, đấy sách bài tập là 360.000. Rồi ngoài ra thì còn chúng ta còn có một cái tổng tiền là tổng tiền theo cột nhá, còn ngoài ra thì còn có cái tổng tiền theo hàng nữa. Đó thì chúng ta sẽ tạo thêm một cái hàng ở dưới này. Đó thì chúng ta để con trỏ chuột vào cái ô đầu tiên. Chúng ta bôi đen ở cái ô này. Đó, bôi đen cái ô này nhá. Rồi, sau khi bôi đen cái hàng ở dưới này là hàng thứ tư đó thì chúng ta sẽ vào lại menu Home này, vào lại cái biểu tượng tạo bảng lúc nãy, bật kích vào đây. Chúng ta kích vào lại L border. Đó thì nó sẽ tạo ra cái hàng tiếp cho chúng ta. Ở đây mình sẽ đánh số 4 nha. Rồi, còn ở đây cái phần này thì chúng ta có thể là không cần số thứ tự nữa, chúng ta xóa đi. Bấm vào cái ô này và nhấn delete để chúng ta xóa cái dữ liệu trong này. Các bạn gộp lại nhá. Ở đây mình sẽ gộp từ cái cột B cho đến cột E. Đó, gộp. Chúng ta bôi đen tất cả 4 cái ô này. Sau khi mà các bạn bôi đen ấy, thì chúng ta vào lại menu Home này, vào cái các bạn kích vào cái mục là Magic Center để chúng ta gộp lại. Đó, như vậy chúng ta sẽ gộp cả cái ô lại thành một ô lớn hơn. Thì lúc này các bạn gõ vào đây là tổng tiền. Đó, tổng tiền nhá. Chúng ta làm cái bảng này để chúng ta báo cáo chẳng hạn như thế. Rồi, vậy tổng tiền thì đến đây chúng ta lại làm tương tự như vậy. Đó, tổng tiền ở khi nào lúc này là chúng ta tính theo cột. Bây giờ chúng ta sẽ tính theo cái tổng tổng tất cả cái cột này. Đó, thì ở đây các bạn sẽ sử dụng cái hàm sum nhá, hàm sum để tính tổng nhá. Đó thì chúng ta sẽ đánh dấu bằng vào này, tiếp theo là bấm chữ sum này. Rồi các bạn bấm tiếp theo là bấm dấu mở ngoặc thì các bạn bấm phím shift và phím số 9 nha. Đó, phím shift và phím số 9 các bạn dùng hai ngón tay. Các bạn nhấn cùng lúc phím có SHIFT và phím số 9. Rồi tiếp theo các bạn để con trỏ chuột vào cái ô trên này. Đó, con trỏ chuột vào cái ô đầu trên cùng và nhấn chuột trái chúng ta kéo xuống để chúng ta bôi đen hết cái khu vực tiền này để chúng ta tính tổng nhá. Rồi như vậy nó chạy từ F5 cho đến F7. Tiếp theo các bạn bấm phím Shift và phím số 0. Đó, để chúng ta đóng ngoặc lại và nhấn Enter trên bàn phím. Đó, như vậy tổng tiền của chúng ta là 1.860.000. Đấy. Đó, tính theo cái tổng này. Đó. Rồi sau khi có cái này thì chúng ta sẽ bắt đầu định dạng lại bảng một chút để cho nó đẹp hơn. Đấy, sau khi chúng ta tính toán xong đầy đủ để chúng ta in ra các bạn nhá. Thì ở đây mình sẽ bôi đen cả bảng này. Rồi chúng ta vào lại Home này, chọn không chữ thì các bạn kích chuột vào cái ô trống này, chúng ta đánh vào chữ TIM. Các bạn đánh chữ TIM thì ở đây nó hiện rõ là chữ Times New Roman rồi thì các bạn nhấn Enter lên bàn phím nhá. Đó thì chuyển sang phông chữ Times New Roman. Hoặc là các bạn nhấn TIM vào cái ô này, các bạn kích vào cái mũi tên sổ màu đen nhỏ nhỏ đây, các bạn kéo xuống ấy thì cái phông chữ Times New Roman nó sẽ nằm ở dưới này. Đó, các bạn kích vào đây. Rồi cờ chữ thì chúng ta thường là lấy 13 hoặc là 14. Nếu cái bảng của các bạn mà nó lớn, nó nhiều dữ liệu thì chúng ta có thể chuyển xuống 12 nhá. Ở đây mình lấy 14 đi. Đó. Thì khi các bạn chuyển xuống 14 thì các bạn thấy rằng là cái phần sách giáo khoa này, phần sách tham khảo, sách bài tập nó bị che khuất thì chúng ta cứ giãn ra thôi. Đó, các bạn kéo giãn ra nhá. Kéo giãn ra một chút để cho cái bảng nó đẹp hơn và cân đối. Rồi tiếp tục bôi đen lại. Chúng ta vào lại Home, vào lại Format để tăng kích thước của cái hàng lên chút. Row 2. Ở đây mình chọn là 22 nhá, đánh vào 22. Rồi ok.
Đó, mình thấy là vẫn vẫn còn bé đó, mình vào lại lần nữa cho lại cho 25 đi, bởi vì cái bảng này nó số liệu nó hơi ít đó, thế nên là hơi bé các bạn ạ. Rồi 25 nhé, 25 vẫn chưa được à. Ở đây mình sẽ bôi đen đó. Từ khi chúng ta làm cái thao tác này, chúng ta phải bôi đen cái bảng này đã đó, vào góc mắt này, vào lại 24 nha, đánh vào lại 24. Rồi tạm thời như vậy đi đó. Và như vậy sau khi có cái này thì các bạn bắt đầu canh chỉnh chính giữa các cái dữ liệu trong bảng nhé. Đó thì để canh chỉnh chính giữa thì nó sẽ đẹp hơn. Rồi thì các bạn cũng bôi đen toàn bộ bảng này, các bạn vào lại home này đó, các bạn bôi đen thôi, sau đó các bạn kích chuột phải lên nhá. Cái thao tác này chỉ cần kích chuột phải thôi và chọn vào cái dòng format cell này. Đó thì lúc này cái cửa sổ format cell hiện ra thì các bạn vào cái mục là element nhá, cái mục mình tạm thời đọc như vậy nhá. Rồi tiếp theo là xuống dưới thì chúng ta sẽ chọn lại hai cái ô này, các bạn kích vào ô phía trên chúng ta chọn vào center, rồi ô phía dưới các bạn cũng kích vào đây chọn vào center. Rồi hai ô này đều là center center cả, rồi, và nhấn vào ok để chúng ta cài đặt. Rồi thì lúc lúc này là cái phần dữ liệu trong cái bảng này nó đã cánh giữa, và khi các bạn quan sát thì nó sẽ đẹp hơn. Rồi cái phần sách giáo khoa này chúng ta sẽ cánh trái này, rồi phần trên này chúng ta có thể là in đậm đó. Rồi cái phần tổng tiền này mình cũng có thể là in đậm đó, rồi in nghiêng đấy. Rồi quay lại nha. Đó rồi tiếp theo là chúng ta sẽ tạo tiêu đề cho bảng. Đó, tiêu đề cho bảng thì chúng ta sẽ gộp các ô phía trên này lại đó, chúng ta bôi đen để chúng ta trước khi chúng ta gộp chúng ta phải bôi đen. Rồi các bạn vào lại home, vào lại Maggie Center, chúng ta đánh ở đây là danh mục sách, danh mục tài liệu đúng không, cái mục tài liệu đi. Rồi đây chúng ta sẽ bôi đen và chúng ta chọn tham lưu mình, chúng ta đánh vào chữ TIM, nhấn enter trên bàn phím. Rồi cỡ trừ thì chúng ta sẽ lấy 14 hoặc là 16, ở đây mình lấy 14 nha. Đấy, cái này có thể là in đậm đó. Như vậy chúng ta sẽ có cái phần này, chúng ta kéo xuống một chút này đó để cho nó đẹp hơn nha. À, tiếp theo là cái phần ở dưới này có thể là các bạn lập thêm, đó là người lập thì ví dụ như ở đây mình sẽ bôi đen ba cái ô này đó, vào Maggie Center, nó đánh vào đây là người lập cái dữ liệu này nhé. Đó rồi người lập, chúng ta xuống dưới này chúng ta gõ vào là ví dụ như là chúng ta lại tiếp tục bôi đen cái phần này đó, vào Maggie Center thì chúng ta đánh vào đây là ví dụ như là Nguyễn Văn A. Đó đấy, như vậy là chúng ta ký vào đây. Đấy, chúng ta bôi đen cái phần này, chúng ta cũng vào lại vào đây chúng ta chọn vào là TIM để chọn tham lưu Roman, enter đó, cỡ trừ 14. Rồi cái phần này các bạn, cái phần người lập này có thể là các bạn in đậm này đó, còn cái phần Nguyễn Văn A này thì chúng ta không cần thiết nhá, có thể chúng ta để chữ thường thôi, cái phần này là chúng ta sẽ in đậm đó. Thì khi chúng ta lập một cái bảng như vậy thì chúng ta sẽ in ra và chúng ta làm cái để lưu trữ dữ liệu hoặc là các bạn dùng để làm báo cáo ở trên Excel nhá. Rồi thì mình xin dừng video tại đây nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc tất cả các bạn sử dụng Excel ở trên máy tính thành công nhé. Và sau video là bài đầu của vấn đề gì các bạn cần chia sẻ thì các bạn tiếp tục comment ở dưới nhé. Mình sẽ trao đổi với tất cả các bạn. Và nếu bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, để mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ tất cả các bạn nhé. Rồi xin chào tất cả các bạn.